Đây là bộ Lego mini nha mọi người, nên việc lắp ráp cũng khá là nhanh nha mọi người, khá là nhanh, khá là đơn giản nha mọi người. Đấy, mình đã chọn một nhân vật rất là dễ thương như thế này, và cái việc lắp ráp Lego như thế này nó cực kỳ dễ nha mọi người, không có khó nha. Khi mình mua về đó thì nó có một tờ giấy hướng dẫn sẵn cho mình rồi nha mọi người, là mình chỉ việc nhìn vô đó và mình làm theo thôi nha mọi người. Đấy, mình chỉ việc nhìn vô đó và làm thế thôi, rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ nha mọi người. Đấy, nên ai cũng có thể lắp ráp được, từ trẻ em đến người lớn thì ai cũng có thể lắp ráp được nha mọi người, không có gì khó hết nha. Mình thì mình lắp ráp xong bộ này, và việc mua có bộ Lego như thế này cũng cực kỳ đơn giản nha mọi người, giá thành nó cũng rất là rẻ nha. Mọi người có thể mua trên tất cả các sàn thương mại điện tử đều có hết nha mọi người. Đấy, mình mua trên tất cả các sàn thương mại điện tử đều có hết nha. Đấy, chi phí cũng rất là rẻ nha mọi người, và trên đó có rất nhiều các mô hình khác nhau nha mọi người. Mình sẽ chỉ lựa chọn những nhân vật nào mà mình thích nha mọi người. Đó, giá thành cũng kỳ rẻ, chỉ vài chục ngàn mà một bộ như thế này thôi. Mình nên không khuyến khích mọi người là nhà nếu mọi người có em nhỏ thì mọi người nên tham khảo mua bộ này nha. Vì mua các bộ này thì các em nhỏ ở nhà sẽ không còn sử dụng điện thoại nữa nha mọi người. Vì mình thấy hiện nay thì việc các em sử dụng điện thoại rất là nhiều nha mọi người, nó ghi điện thoại chơi game rất là nhiều. Thứ nhất là ảnh hưởng đến cái quá học tập của các em này, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của các em này, ảnh hưởng tư duy phát triển của các em này. Các em bây giờ cứ chăm chăm điện thoại nó không ra ngồi vui học bóc như thời xưa nữa mọi người. Suốt ngày cắm vào điện thoại nó ảnh hưởng đến sự phát triển của các bé rất là nhiều, nên mình nên tham khảo mọi người có thể mua về các bé, vừa giúp các bé bỏ điện thoại, vừa giúp bé có biết đâu các bé có thêm sở thích này nữa nha. Thôi có sở thêm sở thích này liền luyện cho bé có tính kiên trì, và cái bộ Lego như thế này không chỉ cho dành cho các bé thôi nha mọi người, người lớn thì cũng có thể làm nha. Đấy, nếu mọi người có thời gian rảnh thì làm rất là hay. Đấy, làm nhanh thôi mọi người, không có lâu nha mọi người. Khi mình làm xong đó nha mọi người, thì mình có thể dùng các bộ Lego này để mình trang trí phòng khách, trang trí phòng ngủ, trang trí các góc làm việc của mình cũng được nha mọi người, rất là hay nha. Hay thậm chí giờ các bé dùng các sản phẩm này để các bé làm quà sinh nhật tặng nhau cũng được nè. Nó rất là hay. Đấy, mình khuyến khích mọi người nên mua các bộ Lego như thế này. Và khi mua về lắp ráp thì mọi người chỉ cần nhìn vô tờ giấy là mọi người có thể lắp được thôi. Mình thấy cực kỳ đơn giản luôn. Đó, ok nha mọi người. Thì video của mình là kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay và nghĩa thì cho mình một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nha. Và mọi người muốn mình review bộ Lego nhân vật gì thì mọi người hãy comment dưới video này nha. Mình để tham khảo đây làm thêm cho mọi người xem nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo nha. Bye bye.